Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, cũng là đoạn kết của bộ truyện Thằng Điếm, tác giả Trường Lê. Một bộ truyện theo Khôi rất là cảm động. Đến bây giờ luôn thì Khôi vẫn chưa thoát ra được câu chuyện này. Nó cứ có cái gì đó trong người mình mà nó mang mát buồn. Bên cạnh đó thì Khôi cũng rút ra được rất là nhiều bài học từ những điều mà tác giả Trường Lê đã viết. Và ngay sau đây, Khôi xin mời cả nhà chúng ta cùng lắng nghe. Nghe ông Kha kể chuyện mà tôi cũng thấy máu trong người sôi sột. Tôi suýt nữa thì chửi bậy. Nhưng ngay lập tức tôi dừng lại, bởi đang ngồi nói chuyện với người lớn tuổi. Tôi hỏi: thế sau đó chúng nó có đến xin lỗi không à? Ông Kha đáp: có, nhưng công an phải dẫn đến tận nhà luôn. Mấy anh công an cũng nói đoạn đường đó đang thi công, để thằng Điếm đi ra đấy cũng nguy hiểm. Nghe nói cũng đúng, nên tao cũng xui xui. Thằng đánh Điếm sau cũng mua thuốc rồi đền bù tiền. Tao chỉ nhờ nó, nếu sau này thằng Điếm nó có ra đấy thì mọi người đừng đánh nó là được. Thằng kia cũng bảo sau hôm ấy là lập rào chắn lại, không cho xe cộ với người dân đi qua rồi. Thôi thì ở trong cái rủi có cái may, thằng Điếm chân đau nên nó cũng không đi ra đó được. Chứ không ngoài đó xe cộ rồi gạch đá nữa, chẳng may có làm sao thì còn chết hơn. Đấy cũng là khoảng thời gian duy nhất nó không ra chỗ đó. Tôi nghe xong thấy ông Kha quả thật là một người cha tuyệt vời, một người đàn ông đầy bản lĩnh. Chỉ có điều cuộc đời ông đến bây giờ quá nghiệt ngã. Số phận đã biến ông từ một người hạnh phúc, có tất cả, trở thành một kẻ không còn gì. À không, ông vẫn còn Điếm, đứa con điên dại, tưởng chừng Điếm là tất cả hy vọng của vợ chồng ông. Nhưng rồi, đó chỉ là ký ức ngày xưa. Đột nhiên tôi thở dài. Ông Kha cười hình hệt. Có gì mà phải thở dài? Mày không thấy tao vẫn cười đây à? Mà đấy, ngồi nói chuyện với mày cũng gần trưa rồi đấy. Xem lại xe xem có phải sửa gì nữa không. Tao ra sau nhà hâm lại tí thịt kho hôm qua. Cơm thì nấu xong, ủ từ sáng sớm rồi. Chốc nữa là nó về giờ đấy. Nghe đến từ ủ cơm. Đúng rồi, nhà ông Kha nghèo đến như này thì làm sao có nồi cơm điện. Tôi đứng lặng người khi nhìn vào phía sau. Nhà đang tỏa ra những làn khói trắng. Ông Kha đang đun bếp củi. Khói bay ra phía trước khiến ngôi nhà càng mờ mờ ảo ảo. Có lẽ sáng sớm trước khi dọn hàng là ông Kha đã phải đun củi nấu nồi cơm. Sau khi nấu xong thì dùng chẻ dùng chăn ủ cơm lại, để đến trưa cho nó nóng. Cách này tôi nhớ ngày bé xíu ông bà ngoại cũng hay dùng. Từ đó đến nay cũng đã mười mấy năm. Giờ đây nhà nhà dùng nồi cơm điện, người người dùng bếp ga, thì nhà ông Kha vẫn đang phải đun bếp củi. Đâu? Nghe thấy tiếng ông Kha kêu lên từ đằng sau nhà. Tôi vội chạy vào xem sao. Ông Kha một tay chống xuống đất, một tay ôm phần lưng, miệng kêu: đau quá, mẹ sư cái lưng. Cúi xuống thổi lửa một tí mà nó đau thế đấy. Hình như trời trở gió thì phải. Tôi tiến lại đỡ ông Kha dậy. Không dám đỡ mạnh, vì sợ có làm sao thì chết. Ông Kha khó khăn lắm mới lật đật đứng lên, tay chống vào mạn sườn, tay kia đấm đấm vào lưng, rồi nói: Già rồi, không biết còn sống được bao lâu nữa. Tao chết đi thì không sao, còn thằng Điếm không biết phải sống thế nào. Tôi an ủi ông Kha: ông đừng có nói gỡ, ông còn khỏe mạnh lắm. Ông phải cố gắng, biết đâu anh Điếm lại khỏe lại thì sao. Lời an ủi của tôi có lẽ hơi xa vời, bởi thời gian trôi qua tới bây giờ cũng đâu phải là ngắn. Nó đã quá sức chịu đựng của một con người bình thường. Ông Kha dường như biết đó là lời động viên hoang tưởng, nhưng ông vẫn vui. Có lẽ ông vui vì lâu lắm rồi mới có người nói với ông như thế. Ông nén đau nhìn tôi cười. Nói thế thôi chứ phải cố mà sống chứ. chết thì đã chết lâu rồi. Hay mày ở đây ăn cơm với tao? Tao mời thật, chỉ sợ mày không dám ăn, bởi ở đây chỉ có tao mới chịu nổi được cái mùi hôi của thằng Điếm. Tất nhiên là tôi biết ông Kha mời thật, mặc dù trên cái bếp củi kia chỉ có duy nhất cái nồi nhỏ đen xì. Ông Kha tiếp, cũng may là nó không chê cái gì. Lắm hồn chỉ ăn cơm với muối trắng, trộn cơm với đường là nó cũng ăn, chứ nó mà đòi ăn sang chắc tao cũng chết sớm quá. Tôi nói, cảm ơn ông, nhưng cháu cũng phải về thôi. Đi từ sáng đến giờ, ông bà cháu cũng đợi cơm. Mà xe sữa mất bao nhiêu tiền, cháu gửi ông mà. Ông Kha lúc này đã đỡ đau lưng. Ông trả lời, tra dầu thay bi, ông lấy mày 20, còn tiền má phanh với bơm, ông cho. Tôi giả bộ đi ra ngoài, rồi nói, đợi cháu rửa tay, rồi cháu lấy tiền trả ông. Trong túi tôi lúc ấy, tất nhiên là có tiền lẻ, 10.000, 20.000, nhưng tôi len lén lựa đồng 100.000, không để ông Kha nhìn thấy, rồi tôi gãi đầu. Cháu không có tiền lẻ. Ông Kha nhìn tờ 100.000 thì vội xua tay. Chết, mày đưa tiền to thế, tao lấy gì mà trả lại? Tôi cười. Thôi, ông đã không có, còn cho cháu má phanh, rồi tiền nọ tiền kia. Cháu cứ tính cả vào, rồi cháu gửi ông 100.000. Ông cứ cầm lấy, sau cháu lên bơm xe trừ nợ. Vậy mà nói mãi, ông Kha mới chịu nhận. Cầm tờ 100.000, ông còn dặn, nếu sau mà không đến bơm xe sửa xe thì tao trả lại mày đấy nhé. Đột nhiên trời nổi sấm, không khí cũng lạnh dần, gió thổi mạnh hơn. Có lẽ trời sắp mưa. Cơn mưa bất chợt như bản chất của mùa hè. Không khí dịu hẳn lại, khiến cho con người ta khoan khoái. Ông Kha nói, biết ngay mà, trời đất cứ thay đổi một tí là lưng nó lại đau. Sắp mưa rồi đấy, mưa mùa hè nó đến bất chợt lắm. Đèn nắng, ồ một cái là mưa được luôn à. Tôi nghe vậy thì cũng vội chào ông Kha, rồi toan dắt xe đi. Đúng như lời ông Kha nói, cơn mưa chưa kịp cho tôi nổi một phút đã trút nước xuống mặt đất, xua tan cái nóng mùa hè. Mặt đường bốc lên mùi hơi nồng, nhưng không gian trở nên mát lạnh đến rùng mình. Một cơn mưa như xua tan mọi sự bức bối, nó cuốn trôi đi mọi nỗi canh cánh trong lòng. Ông Kha bước dội từ trong nhà đi ra với cái ô cũ. Chết dở, mưa to như thế này á, thằng Điếm lại ướt hết rồi. Nó yếu lắm, vừa nắng vừa mưa, sợ nó ốm liệt. Phải đi đón nó, xem nó ở đâu. Nhưng cả tôi lẫn ông Kha đều đang nghe thấy tiếng cười trong cơn mưa nặng hạt. Bỏ bóng ra thằng kia, đá lại đây cho tao. Là đám trẻ con đang hùa nhau tắm mưa. Chúng đang đá qua đá lại quả bóng nhựa màu đỏ. Ông Điếm, ông Điếm, đá lại đây. Kìa kìa, sút mạnh lên nào. Ông Kha quên mở ô mà chạy ra hẳn bên ngoài đường, nhìn đám nhóc đang đá bóng. Trong số đó có cả con trai ông, thằng Điếm. Nhìn Điếm không khác gì một đứa nhóc. Điếm cũng lăn quăng chạy theo quả bóng mà bọn nhóc đang tranh giành. Có lẽ cơn mưa xối xả đã gội bớt đi mùi hôi của Điếm. Có lẽ trẻ con thời nay đã không còn sợ Điếm như chúng tôi ngày trước. Hoặc cũng có lẽ bọn nhóc coi Điếm như một người bạn. Chúng nô đùa, chúng cởi trần, hứng những giọt nước mưa mát lạnh giữa mùa hè. Và chúng đang cười, những nụ cười sảng khoái. Nhìn sang ông Kha, tôi thấy ông cũng đang cười. Mắt ông nheo lại nhìn con. Không biết ông có khóc hay không, nhưng ông đưa tay lên trên, vuốt nước mưa trên mặt. Ông giãy tay gọi lớn, Điếm ơi, Điếm, về kẻo ốm, về ăn cơm Điếm ơi. Đám trẻ quay lại nhìn ông Kha. Để che một tí nữa đi mà, đá đi, đá đi. Nhưng Điếm cũng giơ cả hai tay hướng về phía bố dãy dãy như trẻ con, miệng cười toe toét. Vừa nói, Điếm vừa chỉ tay vào quả bóng nhựa. Tôi hỏi ông Kha, có sợ anh Điếm bị ốm không hả ông? Ông Kha cười rồi đáp, cuộc đời nó những năm qua có lúc nào cười được như thế đâu. Ốm đã có thuốc, nhưng không có thuốc nào giúp nó vui được cả. Tôi cũng mỉm cười, rồi dắt xe đạp xuống đường. Tôi đạp đi, nhưng vẫn nghe thấy giọng ông Kha nói với từ phía sau. Này, ông cho mượn ô, đi thế về ướt hết. Tôi không đáp lại được, bởi nước mưa khiến tôi khó cất giọng. Đúng vậy, ướt một chút, ốm một chút cũng đâu có sao. Có niềm vui là được. Tôi đạp xe về nhà cũng là lúc cơn mưa ngớt dần. Đúng kiểu các cụ thường nói, mưa rào mau tạnh. Dắt chiếc xe đạp vào trong sân, bà tôi đi ra nhìn tôi lo lắng. Đi đâu từ sáng mà giờ mới về hả cháu? Mưa ướt hết người rồi kia kìa. Lau nhanh không ốm. Chắc mưa này ông cũng không về ăn cơm rồi. Thay quần áo đi, rồi bà dọn cơm cho mà ăn. Tôi hỏi bà, ông đi đâu rồi hả bà? Bà đáp, ông đi đánh trắng từ sáng rồi. Mấy hôm nay mày về nên mới ở nhà, chứ không ngày nào chẳng đi. Tôi cười. Ông còn đi được là còn khỏe bà ạ. Cứ để ông đi chơi cho thoải mái. Bà tiếp, cha bố nhà mày, chỉ được cái bên ông là tài. Thì tao có nói gì đâu, chỉ sợ đến lúc không đi được nữa thì chỉ lại khổ bà mày đây này. Thôi, thay quần áo đi, rồi còn ăn cơm. Tôi lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm, lau khô người khô tóc. Thay quần áo xong, tôi lên nhà trên. Bà đã dọn sẵn cơm từ trước. Hôm nay tôi không thấy đói. Dường như cuộc gặp gỡ nói chuyện với ông Kha khiến tôi ít nhiều cũng có chút suy nghĩ. Sống đến hơn 20 tuổi, nhiều lúc tôi còn hay tức giận với bố mẹ, với người thân. Lắm khi tôi còn khó chịu về cuộc sống của mình, khi bất mãn nó không bằng với người khác. Gặp ông Kha, nhìn thấy Diếm ngày hôm nay, tôi nhận ra bản thân đã quá sai lầm. So với họ, tôi thật sự hạnh phúc hơn quá nhiều. Nhìn mâm cơm bà nấu, nào cá rán, thịt kho, canh cua nấu rau đay. Kế bên còn có một đĩa xoài đã được bà gọt sẵn. Nhớ đến cái cặp lòng cơm ủ trong chăn, nồi thịt rang đen xì trên bếp củi ở nhà ông Kha, tôi bỗng thấy tim mình quặn lại. Tôi có bố mẹ, có ông bà, có anh chị em, có bạn bè, có tất cả. Bài học từ một người điên đã dạy cho tôi biết thêm nhiều thứ mà nếu không gặp họ, tôi sẽ không thể cảm nhận được một cách sâu sắc như vậy. Bà thấy tôi ngồi im thì vội đưa tay lên trán tôi rồi hỏi, đi mưa về ốm hả cháu? Trán hơi ấm ấm rồi đây này. Ăn cơm đi rồi tí bà lấy cho viên thuốc. Tôi giật mình nhìn bà ngoại. Không phải cháu ốm đâu, giờ cháu ăn đây. Bà hỏi tiếp, mà sao lại mang cái xe đi sửa thế? Nhà có ai đi xe đạp nữa đâu. Bà đi chợ gần đây cũng đi bộ, chứ đạp sao được xe. Tôi cười. Thì bà cứ để đấy, xem có bác nào lấy đi thì đi. Sửa mất có mấy chục, chứ để đấy cũng hỏng. Mà bảo bán sát dụng thì bà lại tiếc. Bà cười hà hà, rồi tiếp tục hỏi cung tôi. Thế sửa ở đâu mà rẻ thế? Tôi trả lời, cháu sửa trên chỗ ông Kha bà ạ. Ông Kha điên hả? Sao không mang ra cái hàng to to mà sửa? Tôi cười. Nhìn thấy ông ấy có vẻ thật thà nên cháu sửa ở đó. Mang ra mấy hiệu to, có khi chúng nó lại chém cho bay cả đầu. Bà gật gù. Nhưng mà ông ấy trước cầm dao chém người đấy. Khá điên đấy. Thằng Diếm con ông ấy ngày trước cũng chơi với cậu Toàn mày đây này. Bà lạ gì? Chắc là hồi đấy cũng nghiện rồi. Nhưng mấy thằng nghiện lúc tỉnh, thằng nào cũng ngoan ngoãn. Chỉ lúc lên cơn là ôi giời ơi. Nhìn chúng nó như chỉ muốn giết cả bố mẹ mình. Thấy bà nhắc đến Diếm, tôi vội hỏi, thế là bà cũng biết anh Diếm từ hồi chưa điên phải không ạ? Bà đáp, thì cậu mày cũng tầm trạc tuổi với nó. Chúng nó chơi với nhau, bạn nghiện nên cũng hay xuống nhà mình chơi. nhưng phải nói là nó chăm chỉ lễ phép. Ngày đó nhà mình còn làm kẹo bán, kẹo lạc, kẹo dồi chó. Cứ xuống nhẹ là nó phụ bà xách nước quét sân. Hồi đó mẹ nó mới chết nên nhìn cũng thương nó. Bà còn hay chửi cậu mày là không được một góc của nó. Cuối cùng cả hai thằng cùng nghiện. Cậu Toàn mày nếu không cho đi sang Hồng Kông để tù mà cai thì ở nhà cũng chết. Thằng Diếm thì từ lúc bị điên, sống cũng chỉ thêm tội. Đúng là đám bạn của cậu tôi, tính đến bây giờ thì chỉ còn có một hai người còn sống, trong đó có cả Diếm. Cậu tôi tuy cai được, nhưng trước đó cũng đã dính phải căn bệnh thế kỷ. Nếu không có thuốc kiềm hãm sự phát tác của virus, thì chắc giờ tôi cũng chẳng được nhìn thấy cậu nữa. Tầm tuổi cậu tôi những năm đó, heroin, S đã giết chết không biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam. Đó là những năm đen tối của bất cứ gia đình nào có con trai tầm tuổi vị thành niên. Gia đình ông bà tôi cũng là một ví dụ điển hình khi nhắc tới những đứa con nghiện. Bà như chợt nhớ ra điều gì, bà nói tiếp. Có một đợt hai thằng chúng nó rủ nhau đi yêu mà lên tận mấy chỗ công xưởng. Cậu mày thì tán được một cô ở quê trên kia, xinh gái lắm, cao ráo nữa. Cuối cùng nó biết nghiện, nó chạy mất cả dép. Còn thằng Diếm cũng yêu được một đứa, nhưng hình như là dân miền trong, nói giọng nhẹ cực kỳ. Hai con kia làm cùng chỗ nên yêu hai thằng. Ngày ấy 17-18 tuổi đã lấy vợ, có khi còn đẻ con rồi. Thì thoảng chúng nó cũng dẫn nhau về đây ăn cơm. Tôi sửng sốt. Uầy, ngày xưa mấy ông ấy ăn chơi vậy cơ hả bà? Bà cười. Ừ, chúng nó ra ngoài ăn mặc quần giả sơ vin. Xong cậu mày còn có con xe máy, đi tán gái quê, con nào chẳng theo. Cuối cùng là nghiện, nó đuổi hết. Mà cái con kia còn có con với thằng Diếm nữa cơ. Nhưng chắc sau này thằng Diếm bị điên nên nó bế con bỏ đi mất. Tôi há hốc mồm, không biết chuyện bà kể có thật hay không. Nhưng qua cách nói chuyện của bà thì Diếm và cậu Toàn tôi chơi với nhau. Ngay cả chuyện Diếm dẫn người yêu về nhà bà tôi ăn cơm thì không thể nào bà bịa ra được. Nhưng chuyện Diếm có con thì tôi không được nghe ông Kha kể, hoặc ông Kha không muốn kể, bởi cuộc đời ông và Diếm đã quá nhiều đau buồn rồi. Hơn nữa đặt vào trường hợp của cô gái kia cũng không thể trách cô ấy được. Tôi chợt thấy may mắn khi cô ấy bế cả con đi mà không để đứa con lại, bởi nếu như vậy chẳng biết đứa con có sống nổi được hay không. Tôi tin bà, tôi tin Diếm có con thật. Thấy tôi ngẩn người, bà nói: Đấy, gương nhà mình, gương nhà người ta to tướng thế cháu ạ. Đừng dây vào nghiện ngập rồi cuộc đời sống dở chết dở. Lắm hôm đi chợ, nhìn thấy thằng Diếm, bà gọi mà nó cũng chẳng nhận ra bà nữa. Cho nó cái bánh nó cũng không lấy. Cũng may cậu mày không như vậy. Nghĩ cũng khổ ông Kha. Vợ thì chết sớm, con thì điên dại bao nhiêu năm qua. Cậu tôi may mắn là vì có ông bà tôi. Tôi được nghe kể, ngày xưa nhà ông bà tôi giàu lắm, buôn bán từ xa xưa. Nói đâu xa, ngôi nhà ông bà tôi đang ở bây giờ đã là nhà cao 1,5 tầng. Nếu so mấy chục năm về trước thì nó quá đồ sộ so với những nhà xung quanh. Rồi cậu tôi cũng phá hết, phá cả gia tài. Nếu không giờ đây, ngoài Diếm điên, còn có thêm Toàn điên nữa chưa biết chừng. Tôi hỏi bà: Thế bà có hay gặp ông Kha không? Bà trả lời: Thì thoảng mà đi chợ sớm là cũng gặp ông ấy đi chợ, cũng có chào hỏi. Bà cũng hỏi thăm tình hình thằng Diếm ra sao, thì ông ấy cười khà khà. Rồi nói... nói gì hả bà? Bà thở dài. Ông ấy bảo nếu sau tôi mà chuẩn bị chết, có khi mua chai thuốc chuột, hai bố con cùng uống. Chứ tôi mà chết thì nó sống còn khổ hơn chết. Đúng là ông Kha luôn có suy nghĩ như vậy. Tình cảm của một người cha dành cho đứa con điên dại vô cùng lớn lao. Chẳng ai trách được ông Kha bởi những lời có phần cay độc đó. Bởi lẽ ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ nghĩ như vậy. Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường. Diễm đã mất mẹ từ nhỏ rồi trở thành người điên bao năm qua. Nếu không may, ông Kha cũng theo người vợ quá cố, cuộc đời Diễm sẽ còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Ai sẽ lo cho Diễm từng bữa cơm, rồi đau ốm bệnh tật khi mà Diễm vốn dĩ đã không được bình thường? Một gia đình càng đi sâu vào bên trong, chỉ càng thấy một màu đen tối. Ngay cả người ngoài như tôi khi biết được mọi chuyện cũng thấy nghẹn lời. Cảm giác bất lực khi mình không thể giúp được gì khi đã biết tất cả. Tôi đặt bát cơm xuống, dì không thể nuốt tiếp được. Bà thấy vậy, lo lắng. Thằng này ốm thật rồi, ăn có bát cơm mà mãi không hết. Hay gọi người tiêm cho một mũi nhé. Tôi nhìn bà mỉm cười. Bà vẫn như vậy. Nhớ ngày nhỏ ở cùng với ông bà, hễ cứ cảm sốt một tí là lại gọi bà Thảo y sĩ đến nhà tiêm. Mà ngày đó tôi sợ tiêm lắm, bởi bà Thảo có cái kim tiêm bằng thủy tinh to vật vã. Nhìn cái mũi kim tiêm dài ngoằng sáng loáng, tôi chỉ muốn bỉnh ra quần. Mãi mãi sau này lớn lên thì tôi mới biết cái bơm kim tiêm đó là dùng để tiêm cho lợn. Bà Thảo ngày đó cũng có thể gọi nôm na là bác sĩ thú y, kim tiêm luôn cho cả người. Bà vác theo cái kim tiêm lợn đó là để dọa con nít như tụi tôi ra điều. Còn khóc là tao dùng cái kim to này đấy, không khóc thì bà dùng kim bé thôi. Vâng, nhớ lại thôi mà cũng nhói cả bắp tay. Nhưng mỗi khi tiêm xong, bà đều cho hai cái kẹo bạc hà. Cầm kẹo trên tay mà không dám khóc, phải đợi bà Thảo xách túi ra về mới dám chảy nước mắt. Vì thật sự bà Thảo tiêm đau lắm. Tuy nhiên bà Thảo cũng đã mất lâu rồi. Tôi hỏi bà: ngày xưa thì còn gọi được bà Thảo, chứ bây giờ gọi được ai hả bà? Bà trả lời: ngay đầu đường có nhà cô Loan bán thuốc, cô ấy là dược sĩ hay bác sĩ gì ấy. Nhưng ốm đau gì mà gọi, là cô ấy cũng đến nhà khám cho. Tôi vội đáp: Thôi, cháu không ốm đâu mà tiêm. Sáng đi cháu có ăn bánh mì rồi nên giờ ngang dạ. Lúc này bà mới sực nhớ ra một chuyện. Mà cháu có biết bố mẹ đi đâu không? Sáng thấy đi sớm lắm, cũng dặn bà là không ăn cơm nhà, mà còn bảo có khi về trên kia luôn. Về chơi mới được có mấy ngày mà cứ như ma đuổi. Tất nhiên là tôi biết, vì tối qua sau khi ăn uống xong thì mẹ tôi có nói qua với tôi một chuyện. Đó là đang tìm mối cho tôi đi sang bên nước ngoài du học. Gọi là du học cho oai, chứ thực ra là sang đó đi làm. Tôi cũng đồng ý, vậy nên sáng nay chắc mẹ tôi quay về để lo liệu vài thứ. Trước khi đi, mẹ tôi cũng dặn là tôi ở lại đây chơi với ông bà 1-2 hôm nữa rồi về để đi làm thủ tục. Mẹ còn dặn đừng kể với ông vì sợ ông chửi. Ông tôi không thích con cháu đi xa. Ông luôn nói: ở nhà làm có chết đói đâu, mà phải đi tít đâu đâu làm gì. Tôi trả lời bà: mẹ cháu chắc về nhà rồi mà ạ. Cháu ở đây 2 hôm nữa rồi cũng về thôi. Chắc mối lái người ta gọi lên làm giấy tờ, làm xong chắc hết hè bà ạ. Bà thở dài: vẫn cố đi nước ngoài đấy hả cháu? Thôi thì bố mẹ mày quyết như nào, ông bà cũng không tham gia được. Chẳng biết chúng mày cứ đi thế này, lúc dễ còn được nhìn thấy ông bà không đỡ cơ. Mang tiếng nhà đông con đông cháu mà thui thủi quanh đi quẩn lại, chỉ có 2 ông bà già với cậu mày, mà nó cũng có ở đây đâu. Tôi cũng chỉ biết an ủi động viên bà rằng sang kia được thì sẽ gọi điện về nói chuyện với ông bà liên tục. Cuối cùng tôi cũng chỉ còn ở đây 2 ngày nữa. Lần về quê này tuy ngắn, nhưng giúp tôi nhận ra nhiều giá trị tinh thần vô cùng thiêng liêng, giúp cho tôi cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình một cách rõ nét, chân thực đến mức phũ phàng. Một gia đình bất hạnh, một kẻ điên dại, một người đàn ông lớn tuổi gồng gánh trên vai bao đau đớn dằn vặt, đến bây giờ vẫn chưa tìm được lối thoát. Câu chuyện về Diễm được chính người cha là ông Kha kể lại, khiến cho tôi cảm thấy xót xa cho một kiếp người. Tối ngày hôm ấy, tôi không ngủ được. Giắt tay nằm suy nghĩ, tôi liên tưởng đến từng chi tiết trong câu chuyện đời của ông Kha. Trong đầu tôi đặt ra câu hỏi: Nếu như hôm đó ông Kha không uống rượu thì sao? Đúng vậy, nếu như vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra thương tâm như thế. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chắc chắn câu hỏi này không chỉ riêng tôi nghĩ. Người nghĩ nhiều nhất đến nó chính là ông Kha. Lỗi không phải do ông, nhưng vô hình chung, ông lại nghĩ vợ ông vì ông mà chết, con ông vì ông mà điên. Ông Kha là một ông già khốn khổ. Cuộc sống này không có khái niệm nếu như. Những quyết định của chúng ta trong quá khứ, nó giống như một mũi tên bắn đi, không thể nào quay lại. Nó chỉ khác biệt khi mũi tên đó trúng đích hoặc trượt đích mà thôi. Chẳng ai có thể bào chữa cho những quyết định hay những việc đã xảy ra. Chúng ta chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận và nói đó chính là số phận. Ông Kha với gương mặt khắc khổ, đôi mắt có phần hơi dữ, nhưng rất biết quan tâm người khác đó đã chấp nhận số phận của chính mình. Cuộc đời ông đã được sống trong hạnh phúc, rồi cũng chính cuộc đời đã cho ông nếm đủ mọi đắng cay, uất hận. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi gặp được một người điên có bản lĩnh và nghị lực sống như ông Kha. Tôi ngủ thiếp đi trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy, để rồi ngày cuối cùng tôi ở lại quê nhà ông bà. Biết rằng sau này, có khi phải lâu lắm nữa tôi mới có dịp về đây. Tôi đi bộ lang thang khắp những nơi mà ngày bé mình hay chơi đùa. Cái chợ cũ giờ đây đã được quy hoạch lại khá khang trang sạch sẽ, với những gian hàng được xây gạch đàng hoàng. Con sông với cái lạch nước chảy êm ái, khi cửa cống vẫn chưa được mở lên, lúc này hãy còn sớm. Trời hôm nay nắng không gay gắt như mọi khi. Tôi bước lên sân đình, nơi mà ngày nhỏ tôi cùng đám bạn hay bắn bi, đập ảnh. Trước mắt tôi là một đám nhóc đang đào hai cái lỗ nhỏ tí. Chúng canh khoảng cách sao cho phù hợp rồi đào. Mấy thằng khác thì tay cầm cả cái chai nửa lít, bên trong đựng những viên bi đủ màu sắc, đi chân đất, quần áo lấm lem. Đào lỗ xong, chúng phủ tay luôn vào quần, rồi bắt đầu cuộc chơi giống như tôi mấy năm về trước. Chỗ tôi ở bây giờ, trẻ con không còn chơi những trò này nữa. Chúng ra net chơi máy vi tính. Chỉ có về quê, tôi mới thấy được những hình ảnh đầy kỷ niệm ngày xưa. Nhìn đám nhóc chơi, máu trẻ con trong người tôi cũng nổi lên. Tôi tiến lại hỏi: "Đứa nào có bi bán cho anh 10.000, anh chơi với được không?" Bọn nhóc tỏ ra e dè, bởi một ông cao lớn lại đòi chơi trò trẻ con. Tôi phải thuyết phục là muốn chơi thật. Mãi sau, một thằng nó mới chịu đi lấy cái chai đựng bi, rồi bảo tôi: "10.000, 20 viên." Nó đổ chai bi ra nền sơn bằng đất, rồi lựa những viên xấu xấu đưa cho tôi. Trong khi đó, những viên lạ mát, những viên bi nhỏ hơn bình thường thì nó giữ lại. Tôi hỏi thì nó bảo đấy là viên bi cái của nó, không bán được. Cũng nhiều năm rồi, tôi mới được thấy những viên bi đủ màu sắc như thế này. Tôi chọn một viên có 7 màu, rồi nói: "Cho anh lấy viên này á thì 10.000, anh chỉ lấy 10 viên thôi." Thằng nhóc đồng ý luôn, cầm số bi trong tay. Tôi cũng lao vào chơi mà quên mất rằng năm nay mình đã hơn 20 tuổi. Bọn nhóc chơi siêu lắm, lắm quả xa ơi là xa mà nó bắn vẫn trúng. Chẳng mấy chốc mà 10 viên bi của tôi đã bị chúng nó ăn dỗ hết. Chỉ còn duy nhất viên bi cái là viên 7 màu. Đám nhóc nhìn tôi đúng kiểu con gà. Chúng chỉ trỏ bảo nhau ra gạ tôi mua tiếp. Gián cuối cùng, khi tôi 4 viên bi đi ra xa một đoạn, thì tôi thấy Diếm cũng đang bước lên sân đình. Một lần nữa, viên bi 7 màu lại lăn về phía Diếm. Khác với ngày xưa, đám nhóc không giống như bọn tôi hô hào nhau bỏ chạy. Vừa thấy Diếm, chúng lại reo hò: "À, ông Diếm kìa tụi bay ơi!" Hôm nay, Diếm khác hẳn mọi hôm, quần áo mới. Có lẽ hôm qua tắm mưa xong, ông Kha đã thay quần áo mới cho Diếm, nhưng vẫn là phong cách mùa hè mặc áo bông. Tóc vẫn dài, nhưng thay vào đó là bộ râu đã được cạo sạch. Cạo râu, thay quần áo sạch sẽ hơn, nhìn Diếm đúng thật rất hiền lành. Có vẻ như Diếm đã quen với bọn nhóc, nên thấy chúng reo hò, Diếm cũng cười ngây dại, rồi ú ớ, không ai hiểu câu gì. Diếm cúi xuống nhặt lấy viên bi 7 màu, rồi cũng lại chìa tay ra phía tôi như ngày tôi còn bé. Ký ức như ùa về. Tôi khi đó chỉ là một thằng nhóc nhỏ con, còn Diếm lúc này đã gọn gàng, không còn đáng sợ như ngày xưa nữa. Không, thực ra bao năm qua Diếm vẫn vậy, vẫn luôn hiền lành như thế. Chỉ có chúng tôi ngày xưa là tự tạo cho Diếm cái vẻ ngoài đầy sợ hãi mà thôi. Tôi tiến lại chỗ Diếm, tôi xòe tay ra nhận lấy viên bi 7 màu mà Diếm đã giúp tôi nhặt lên. Cảm ơn anh Diếm nhé. Đúng vậy, lẽ ra lời cảm ơn này tôi phải nói với Diếm nhiều năm về trước. Một thằng nhóc nói: ông Diếm hay lên đây ngồi xem bọn em bắn bi, mà lắm lúc có thằng nào lỡ tay bắn đi xa quá là ông ấy cũng đi tìm giúp tụi em. Tìm thấy là ông ấy đem trả lại đúng thằng vừa bị mất. Tôi hỏi: tụi em không sợ Diếm à? Cả lũ cười to. Sợ gì cơ? Chúng em nhiều hôm còn đá bóng ở đây, ông Diếm còn về nhà lấy nước cho tụi em uống. Chỉ cần đưa tay lên miệng làm bộ uống nước là ông ấy về lấy nước ngay. Tuy ông ấy bận với hôi, nhưng cũng chỉ ngồi xem bọn em chơi, chứ có làm gì ai đâu mà sợ. Không biết Diếm nghe có hiểu đám nhóc đang nói về mình hay không, nhưng Diếm cười ngây ngô rồi hoa tay múa chân ra hiệu điều gì đó. Tôi không hiểu, đám nhóc cũng không hiểu, nhưng tôi biết sau khi trả lại viên bi cho tôi thì Diếm rất vui. Một niềm vui giống như tôi làm được điều gì giúp đỡ người khác. Tôi hỏi bọn nhóc: ở đây có quán kem nào không nhỉ? Một đứa trả lời: Có anh à. Ngay kia một đoạn có quán bà Tiên bán kem, kem gì cũng có. Vậy cả đám cả Diếm đi ăn kem, anh đãi. Đám nhóc ồ lên sung sướng, chúng nó giơ tay lên hô hào: Đi thôi, đi thôi. Diếm cũng bắt chước y chang bọn nhóc. Cả lũ ùa vào quán kem trong cái nhìn đầy ái ngại của bà Tiên chủ quán. Cái nhìn nghi ngờ của bà chỉ biến mất sau khi tôi rút tiền ra trả. Chúng tôi cũng chẳng thèm ngồi ở quán bà ấy. Tôi bảo bọn nhóc lấy túi bóng đựng kem lại, rồi tất cả kéo nhau quay trở lại sân đình, vừa mát lại vừa thoáng. Sân đình trở nên ầm ĩ, tràn ngập tiếng cười khi bọn nhóc nhìn Diếm ăn kem, lem nhem hết cả ra mặt. Mùa hè của tôi cũng kết thúc như vậy. Một mùa hè ở quê, tuy ngắn ngủi nhưng lại cho tôi những kỷ niệm đáng nhớ vô cùng. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, tôi đi nước ngoài 3 năm. Trong thời gian đó, công việc bận bịu, do phải vừa học vừa làm. Lời hứa gọi điện về cho ông bà thường xuyên, tôi cũng không thực hiện được. Cuộc sống cơm áo gạo tiền nơi đất khách cũng khiến tôi không còn nhớ đến câu chuyện về anh Diếm. Tất cả chỉ còn là quá khứ. Diếm giờ này ra sao? Câu hỏi tôi buột miệng nói ra trong bữa cơm cũng tại nhà ông bà, nhưng là của 3 năm sau, cái ngày mà tôi về nước. Nhà ông bà tôi lúc này đã có thêm cậu Toàn, vợ cậu Toàn và con của cậu Toàn. Cậu tôi cưới mợ sau khi tôi đi nước ngoài. Mợ tôi cũng giống cậu, đứa bé gái tầm 15 tuổi kia là con của mợ, và cậu tôi cũng gọi nó là con. Trong bữa cơm, chắc có lẽ con bé nó lười rửa tay nên cậu tôi mắng nó bẩn. Tôi mới buột miệng: cho mày lấy anh Diếm nhé. Cậu Toàn ngạc nhiên: vẫn nhớ được Diếm cơ à? Mà Diếm vợ khác rồi nhé. Tôi ngạc nhiên, chẳng cần lục lọi trí nhớ, những thứ về Diếm ngay lập tức hiện rõ trong đầu tôi như một phản xạ tự nhiên. Tôi hỏi: Diếm giờ này ra sao hả cậu? Cậu Toàn giới lấy lọ tăm rồi chép miệng nói: mới 3 hôm trước Diếm về đây, nhìn giờ khác hẳn, tóc tai được cắt gọn gàng, không còn dài như xưa nữa. Quần áo thì mặc quần áo mùa hè đúng theo mùa rồi. Chắc trong đó người ta rèn cho đến nơi đến chốn. Cơ mà... Cậu Toàn chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời, vì trong câu nói của cậu Có đoạn nói Diếm mới về, tôi vội hỏi: Mà cậu bảo Diếm mới về là đi đâu về à? Cậu Toàn cười: Thì ở trong trại tâm thần chứ đâu nữa. 3 hôm trước giỗ bố nên người ta cho về 1-2 hôm gì đấy. Tôi sửng sốt, có phần chết lặng. Ông Kha chết rồi hả cậu? Cậu tôi đáp: Ừ, chết được 1 năm nay rồi. Thế nên thằng Diếm mới được đưa vào trại tâm thần. Không thế thì ai nuôi thằng Diếm? Đúng là số khổ, thì chết cũng không hết khổ. Chưa hết bàng hoàng, tôi mới về nhà ông bà được hôm nay là ngày thứ 2. Chiều hôm trước, khi đi xe qua, tôi cũng ngó qua nhà Diếm. Đúng là không thấy đồ nghề sửa xe đạp còn ở đấy nữa. Nhưng ngôi nhà thì vẫn y nguyên như vậy sau mấy năm. Có điều, mặc dù tôi không nhìn thấy ông Kha hay Diếm, nhưng ngôi nhà cũ kỹ điêu tàn đó vẫn mở cửa. Cậu Toàn kể tiếp: Ông Kha chết trong nhà phải 2 hôm sau người ta mới biết. Thấy hàng xóm bảo ban đầu chẳng ai thấy động tĩnh gì cả. Nhà cứ thấy đóng cửa mà cũng không thấy Diếm nó ra ngoài. Người ta còn nghĩ hay hai bố con dắt nhau đi đâu. Đến hôm thứ 2 thì có người đi ngang qua, nghe thấy tiếng như tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Cửa nhà không thấy khóa ngoài nên mới tò mò lại gần gọi. Bước vào gần cửa thì thấy mùi hôi thối. Giống dĩ thằng Diếm nó cũng đã hôi rồi. Thế là bà con làng xóm mới bịt mũi mở cửa ra, thì thấy thằng Diếm ngồi trong xó nhà khóc tu tu. Trên giường, ông Kha đã chết từ bao giờ. Từng câu từng chữ cậu tôi kể như sét đánh ngang tai. Mùa hè này 3 năm về trước, tôi còn mang chiếc xe đạp đến cho ông Kha sửa. 3 năm sau quay lại đây, ông Kha đã chết. Một cái chết dù chỉ được nghe kể cũng khiến tôi lạnh cả sống lưng. Mợ tôi nói thêm: Dân quanh đó họ nói ông Kha bị cảm gió chết. Khổ à, nhà chỉ có 2 bố con, mà con thì lại bị điên. Có khi bố chết lúc nào cũng không biết. Thấy còn nói là thức ăn 2 hôm bị thiêu thối. Nhưng chắc đói quá nên Diếm cũng ăn hết. Lúc đưa Diếm ra ngoài, trên tay vẫn còn dính cơm nguội, mà trên mặt ông Kha cũng có cơm với rau. Giá mà như người bình thường thấy bố bị thế, chạy sang gọi hàng xóm có khi lại kịp cứu ông bố. Hai bàn tay tôi ướt mồ hôi. Bỗng dưng tôi tưởng tượng ra cái cảnh ông Kha nằm trên giường bất động. Diễm không biết là bố đã chết. Diễm lấy tay bốc cơm đút vào miệng bố. Như những lần Diễm ốm, ông Kha đút cháo cho Diễm ăn. Đó chính là lý do vì sao ông Kha đã chết mà trong miệng vẫn còn cơm rau. Gọi được ai khi mà Diễm không nói được? Gọi ai khi mà cả cái làng này người ta đều xa lánh Diễm, hắt hủi Diễm vì sự hôi thối bẩn thỉu? Không phải Diễm không biết bố mình gặp chuyện, mà là Diễm bất lực không thể cứu bố. Hoặc có lẽ Diễm nghĩ ông Kha chỉ bị ốm, cho ông Kha ăn một chút là hôm sau ông sẽ tỉnh lại. Chỉ đến ngày hôm sau, ông Kha vẫn không tỉnh. Ông nằm đó với thân xác lạnh ngắt đi. Ông không dậy nấu cơm cho Diễm nữa. Ông không nói chuyện với Diễm nữa. Bản năng của con người đã khiến Diễm bật khóc. Diễm khóc thành tiếng, vì có lẽ khi ấy Diễm biết bố mình đã chết rồi. Dường như câu chuyện về Diễm khiến cậu tôi cũng phải suy nghĩ. Đúng vậy, cậu tôi ngày còn trẻ cũng từng chơi thân với Diễm. Cậu hơi láng giọng, cậu liên tục thở dài. Đám tang cũng là tạm bợ thôi. Vì phường rồi bà tổ trưởng ở đó đi quyên góp vận động mỗi người một ít, mua được cái áo quan cũng chẳng kèn trống gì. Nhớ đầu hôm đó trên chùa có một nhà sư xuống làm lễ, chỉ có mỗi cái máy phát nhạc nhỏ phát bài kinh cầu siêu. Vì xác ông Kha đã chết hơn 2 ngày nên cũng phải chôn cất dội vàng. Hôm đám ma đó cậu cũng đến. Nhìn thằng Diễm nó đeo khăn tang, lông nó cười khúc khích khi người ta đặt vòng hoa trước cửa. Lúc đưa quan tài xuống mộ thì nó đứng bên trên khóc như bị ai đánh đau lắm. Nhìn khổ vô cùng. Mọi người có mặt ở đó khi ấy tất cả đều có chung một câu hỏi. Ông Kha chết thì thằng Diếm biết sống làm sao? Im lặng đã một lúc lâu. Có lẽ với một người khác, khi nghe câu chuyện này, họ sẽ thấy bình thường. Một gia đình bố điên, con điên thì chết cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Ai mà chẳng chết. Nhưng khốn khổ cái thân tôi đã tìm hiểu hết tất cả mọi chuyện về Diếm. Tôi đã được nói chuyện với ông Kha, được cảm nhận cái tốt, thấy được nghị lực sống của người đàn ông bất hạnh đó. Vì vậy tôi cảm thấy tim gan mình như bị thắt chặt lại. Kiếp người thật quá đau đớn. Sống đã khổ, nhưng cái cách mà ông Kha chết còn khổ sở hơn rất nhiều. Nuốt nước mắt vào trong, tôi hỏi cậu. Thế cuối cùng là ai đưa Diếm đi trại tâm thần hả cậu? Cậu Toàn trả lời. Ừ thì cán bộ phường người ta làm thủ tục đưa đi. Cũng khó khăn lắm mới được nhận đấy. Cũng may, nếu không cũng chẳng biết thằng Diếm nó phải sống ra làm sao. Bố chết rồi thì ai nuôi? Tôi thắc mắc. Vậy ngôi nhà ông Kha bây giờ ai ở à? Chiều qua cháu đi qua còn thấy mở cửa. Cậu Toàn gật gù. Chắc là chị của ông Kha về lo đám cúng cho em mấy hôm trước. Chứ nhà đó cũng rao bán rồi, nhưng không ai dám mua. Cả năm cứ để không vậy đấy. Chăng mấy ngày cúng thì mở ra dọn dẹp vậy thôi. Hôm trước cậu cũng lên đó thắp hương mà. Diễm nó cũng về, sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, không còn hôi như trước nữa. Nhưng tình trạng vẫn không có gì thay đổi, cứ đứng trước ban thờ bố cười toe toét thôi. Hóa ra là vậy. Cái mà cậu tôi nói Diễm thay đổi chỉ là hình thức bên ngoài. Vậy mà từ nãy đến giờ, tôi vẫn hy vọng vào một sự thay đổi lớn hơn, khác biệt hơn. Đó là Diễm ít nhiều đã lấy lại được nhận thức, hoặc tôi còn hy vọng Diễm sẽ trở lại bình thường. Nhưng đời không như mơ, hiện thực nó vẫn phủ phàng đắng ngát diễn ra như vậy. Một kết cục bi thảm cho một gia đình, vợ chết vì tai nạn, đứa con trai được kỳ vọng trở nên điên dại. Người cha phải gồng mình suốt bao nhiêu năm để nuôi đứa con điên. Cuối cùng rồi, ông cũng không tránh khỏi số phận nghiệt ngã là chết đi, bỏ lại đứa con không ai chăm sóc. Tôi nhớ lại câu nói của ông Kha khi nói với bà ngoại. Sau này mà tôi chuẩn bị chết, có khi tôi mua chai thuốc chuột hai bố con cùng uống, chứ tôi chết nó cũng không sống được. Đến bây giờ nhớ lại câu nói đó, tôi cũng không biết ông Kha có dám làm như vậy thật không? Và liệu như vậy, Diễm có thật sự sẽ giải thoát được khỏi cái kiếp người đầy khổ ải này hay không? Sao mà chua chát, sao mà cay đắng đến vậy? Bỗng nhiên, mợ tôi hỏi cậu. À mà cái hôm giỗ đầu em thấy anh về kể, vợ Diễm cũng dẫn con về à? Cái gì hả mợ? Vợ anh Diễm dắt con về đây hả mợ? Vậy là anh Diễm có con thật hả cậu? Cậu Toàn nhìn tôi ngạc nhiên. Ồ sao mày biết Diễm có con? Thì bà kể cho cháu nghe mà. Mấy năm trước bà có kể cho cháu chuyện ngày trước cậu với Diễm đi tán gái. Xong bà bảo vì Diễm điên dại nên cô kia bế con bỏ đi. Cậu Toàn nhìn sang mợ tôi ái ngại. Cậu hơi gắt. Chuyện đấy mà bà cũng kể với mày được thì tài thật. Ừ. Không biết sao bao nhiêu năm qua không thấy tăm hơi đâu. Mấy hôm trước lại thấy về thắp hương cho ông Kha. Đi cùng là một thằng con trai lớn tướng. Có khi chẳng ai biết đấy là vợ Diễm đâu. Chỉ có cậu nhìn là nhận ra. Bởi ngày trước cũng đến nhà mình chơi mấy lần mà. Mà nhìn thằng con giống y như thằng Diễm hồi trẻ. Nó không dám giận là vợ thằng Diễm, vì đúng ra cũng chẳng cưới treo gì. Nhưng nhìn đứa con thì ai biết thằng Diễm cũng phải ngờ ngợ. Cậu cũng có hỏi chuyện thì được biết từ hồi bỏ đi, nó cũng ở dậy nuôi con. Ban đầu về quê còn bị bố mẹ từ, vì nói đi làm mà tự nhiên bỏ về đem theo một đứa con. Cả quê nó dị nghị không chồng mà chữa. Nó nói thằng nhóc kia là đồ con hoang. Bố mẹ thì không nhận, người làng người nước hát hủi. Trong khi đó cũng không dám nói với ai bố thằng bé bị điên. Cuối cùng cũng lại phải bỏ làng đi. Cũng chẳng dám lấy ai nữa, nuôi con cho đến tận bây giờ. Thằng con đó giờ nó cũng lớn lắm rồi. Nó hỏi bố nó là ai. Sau bao năm suy nghĩ, cuối cùng hai mẹ con cũng quyết định về đây cho con biết được nguồn gốc. Nhưng về lần đầu thì biết ông Kha đã chết, Diếm thì vào trại tâm thần. Hai mẹ con cũng đến thăm Diếm đau đổ một hai lần trên trại rồi. Mà hình như chính mẹ con nó xin người ta cho Diếm về cúng bố thì phải. Mợ tôi nhìn cậu Nguyết dài. Kinh nhỉ, đã hỏi thăm nhau được nhiều thế rồi cơ à? Hay là tính làm bố nuôi của con Diếm luôn đi? Cậu tôi cau mày. Cô bị điên à? Tự nhiên hỏi xong kể thì lại lắm chuyện, nhưng ít ra thì nó vẫn còn có con. Câu nói của cậu khiến cả nhà nín lặng. Cậu tôi cũng khổ lắm. Con bé con của mợ tôi cả ngày cậy mồm không nói một câu. Bỗng nhiên lúc đó nó lại nhìn hai cậu mợ mà đáp. Thì bố mẹ cũng có con đây rồi đấy thôi. Cậu tôi cười rạng rỡ. Ừ nhỉ, hai bố con mình là đồng đội mà quên mất. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tiếng cười của cậu tôi cùng câu chuyện liên quan đến Diếm mà cậu vừa kể lại, một lần nữa cho tôi nhìn thấy được hy vọng, niềm vui trong mỗi kiếp người. Ban nãy tôi còn suýt rơi nước mắt về cái chết của ông Kha, lo lắng cho cuộc sống của Diếm khi không còn bố, cũng là người thân cuối cùng. Nhưng phía cuối câu chuyện sâu thẳm, hung hút như một đường hầm, thì ở phía bên kia đã ánh lên một tia sáng le lói. Có thể Diếm không nhận ra vợ con mình, cũng có thể con trai Diếm sẽ không nhận một người điên làm bố. Nhưng đó vẫn là chút ánh nắng sưởi ấm cuộc đời của Diếm trong cái bóng tối cùng cực. Cậu tôi bảo tôi, ông bà đi nghỉ dưỡng rồi, phải mấy hôm nữa mới về cơ. Thế có ở đây chơi đợi ông bà về không? Tôi giật mình, dòng suy nghĩ mông lung của tôi bị câu hỏi của cậu cắt ngang. Không, có khi cháu đi một vài nơi xong, đợi ông bà về rồi lại về chơi sau. Bạn bè cháu ở mấy chỗ cũng đang hẹn, có khi chiều cháu gọi xe rồi đi luôn. Mợ tôi cười. Ừ, thế đi, rồi hôm nào ông bà về mở gọi. Con kia ăn xong chưa? Dọn bát chén rồi rửa cho anh đi chứ. Tao lại sợ đồng đội mày quá. Tôi phì cười trước sự chia rẽ nội bộ trong gia đình ba người. Đồ đạc cũng chẳng có gì. Chiều hôm đó, tôi xách ba lô rồi gọi một chiếc xe ôm, tính bảo người ta chở hẳn lên bến xe để bắt xe đi Thái Bình. Ông xe ôm cũng là người làng, nhìn tôi, ông ta đoán ngay là đi xa. Mà ông ấy còn nói luôn là mới đi nước ngoài về, chỉ vì nước da khi đó của tôi trắng hơn bình thường. Chiếc xe nổ máy chạy bon bon trên con đường. Đi qua nhà ông Kha, tôi thấy một cậu thanh niên trắng trẻo, cao ráo, đang bê một số đồ đạc cũ từ trong nhà bỏ ra đường. Cậu ta ngẩng mặt lên lau mồ hôi, khiến tôi thấy gương mặt này khá quen thuộc. Diếm, anh Diếm. Ông xe ôm ngoái lại hỏi tôi. Thằng cháu cũng biết Diếm điên à? Kia không phải Diếm, còn nó đây. Bố tiền sư, thằng điên cuối cùng lại có cả vợ cả con. Mà cũng phải công nhận con nó giống nó thật. Ai đời, điên thế mà lại hay. Tôi mỉm cười. Dân, thế là tốt rồi. Lời kết của tác giả Trường Lê. Các bạn vừa đọc xong bộ truyện Thằng Diếm. Đây là một bộ truyện ngắn nhất của mình từ trước đến giờ. Truyện dựa trên một nhân vật có thật ngoài đời. Tất nhiên, để viết thành truyện, mình cũng phải thêm thắt một vài tình tiết. Nhưng để truyền tải đến các bạn những cảm xúc thật nhất, nên mình chỉ gói gọn thành một truyện ngắn ngủi. Có thể mỗi chúng ta đều có cảm nhận khác nhau sau khi nghe xong truyện. Điều mình muốn gửi đến các bạn chẳng có gì cả, không thông điệp mà chỉ có một thứ duy nhất, đó là cảm nhận về cuộc sống quanh ta. Cảm ơn mọi người đã nghe hết Thằng Diếm. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.